Nóng, bà Nguyễn Phương Hằng khiêu chiến thầy Thích Minh Tuệ. Vào ngày 13 tháng 10, trên mạng xã hội lan truyền một clip của bà Nguyễn Phương Hằng. Lần này, bà không đề cập đến thầy lang Võ Hoàng Yên hay bất kỳ một nhân vật nào trong giới showbiz. Người mà bà nói đến chính là sư Thích Minh Tuệ. Trong đoạn clip, bà Hằng tỏ ra thách thức, nói rằng bà sẽ chứng minh sư Thích Minh Tuệ đúng chỗ nào, sai chỗ nào, và bà đã chơi thì chơi đến luôn. Bà nói rằng, tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ. Nhưng quý vị nhớ một điều, Nguyễn Phương Hằng tôi quất là không thể nào trượt. Tôi nói thật, có ghét tôi, có hận tôi, cũng phải phục tôi. Rồi bà nói tiếp, nếu là sứ mệnh của tôi sẽ làm. Thậm chí bà còn tỏ thái độ đối với những người mà bà gọi là phản động, cho rằng họ chỉ làm màu khi tỏ ra bênh vực cho bà lúc bà đi tù. Nhưng bà thì không ân hận vì đã bị đi tù, bà sai thì bà chịu. Bà còn nói đây ẩn ý về một thế lực nào đó sau lưng nhà tu hành đáng kính, một kiểu chụp mũ kiểu tuyên giáo vậy. Bà nói thêm, quý vị tin tôi đi, tâm linh là có thật, cho nên đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Mình phải thần tượng ông bà tổ tiên mình, quê hương đất nước mình. Còn những người tu, họ tu cho bản thân họ, chứ không phải tu cho mình. Còn mình đi cúng dường cho họ để họ tu, chứ mình không có phước. Xem ra bà Nguyễn Phương Hằng muốn tấn công vào sư Thích Minh Tuệ. Không hiểu vì lý do gì mà bà Hằng lại hành động như vậy. Bởi bản thân sư Thích Minh Tuệ chưa hề công khai ai, cũng chưa công kích ai. Thầy chỉ làm tròn những việc tu hành của thầy. Thầy cũng không nói là thầy tu cho ai cả. Thầy không nhận của bố thí bằng tiền bạc, vật chất giá trị. Thầy chỉ xin một ngày một bữa cơm chay và chỉ nhận đủ dùng. Còn nhớ khi sự kiện thầy Thích Minh Tuệ dậy sóng trên mạng xã hội, một số sư quốc doanh, trong đó công Thích Trân Quang, đã vô cớ tấn công cá nhân sư Thích Minh Tuệ. Đáp lại, vị sư này vẫn im lặng, không bất kỳ phản ứng nào. Tuy nhiên, kết quả là ông Thích Trân Quang thân bại danh liệt. Ông bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm. Ông cũng bị phanh phui dưới việc sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc giả, bị lôi ra bằng tiến sĩ luật của ông cũng là bằng mua, và dư luận vẫn đòi hỏi chính quyền phải điều tra cho ra lẽ. Ngoài ra, báo chí còn cho biết các công trình của chùa Thiền Môn Phật Quang xây dựng trên đất rừng không phép, nhiều công trình bị buộc phải tháo dỡ. Hàng loạt tai họa ập đến ông sư quốc doanh này mà không biết lý do vì sao như vậy. Có người cho rằng đó là quả báo, có người cũng nói rằng đó là do trời phạt, và cũng có người nghĩ rằng là do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nay bà Nguyễn Phương Hằng vô cớ tấn công sư Thích Minh Tuệ đang là đề tài nóng hổi, người hâm mộ bà cũng đã lên tiếng, trong đó có không ít người không nghe theo bà. Họ vẫn dành cho sư Thích Minh Tuệ sự kính trọng đặc biệt. Câu mà bà Hằng nói trong clip, quý vị tin đi, tâm linh là có thật, cho nên đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Có lẽ là nhắm đến sư Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên, vấn đề tâm linh này sẽ vận vào ai thì vẫn còn phụ thuộc vào tương lai. Mọi người chỉ có thể chứng kiến và ghi nhận, không thể võ đoán được. Với tai họa kép dồn dập ập đến của ông Thích Trân Quang, có người cũng cho rằng đó là tâm linh là có thật. Tuy nhiên, đó là quan niệm cá nhân của mỗi người, không bắt buộc tất cả phải tin. Nếu bà Hằng tiếp tục khiêu chiến sư Thích Minh Tuệ, có lẽ những fan của bà cũng có lòng kính trọng với sư Thích Minh Tuệ, thì họ buộc phải chọn lựa. Họ chọn ai thì chỉ có thời gian mới trả lời. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Nóng, bà Nguyễn Phương Hằng khiêu chiến thầy Thích Minh Tuệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nguyễn Duy Ngọc, giải pháp công an trị trong ban bí thư. Tô Lâm là người từng được Nguyễn Phú Trọng sử dụng để mà củng cố quyền lực và đã tường kế tiệu kế thành công trong việc chiếm ngôi tổng bí thư. Tô Lâm đã giả vờ trung thành với ông Trọng một cách tuyệt đối
để có thời gian xây dựng lực lượng riêng của mình và đợi thời cơ ra tay chớp nhoáng. Khi ông Trọng còn sống, ông không hề có ý định truyền ngôi cho Tô Lâm mà đã chọn người khác. Vương Đình Huệ được ưu tiên số 1 và Võ Văn Thưởng ưu tiên số 2. Có lẽ ông Trọng nghĩ rằng ông Tô Lâm là một quan võ, không phải là quan văn, giỏi về lý luận xã hội chủ nghĩa như ông Thưởng hay ông Huệ. Hoặc ông coi Tô Lâm là một người dễ bị lợi dụng. Nếu ông Trọng nghĩ rằng ông Tô Lâm là người dễ bị lợi dụng thì ông đang nhầm to, bởi chính Tô Lâm đã lợi dụng ông hiệu quả hơn rất nhiều so với việc ông lợi dụng Tô Lâm. Bao nhiêu năm dưới trướng ông Trọng, Tô Lâm cũng đã học được công thức thành công, thậm chí ông còn có thể rút kinh nghiệm từ những khiếm khuyết của ông Trọng. Ông Trọng đã đứng vững trên ngai vàng cũng nhờ công thức tứ trụ cộng Bộ Công an. Nay Tô Lâm cũng dùng công thức y như thế. Thậm chí ông còn có tham vọng nắm chắc luôn cả quân đội với ý định ủng hộ tướng Hoàng Xuân Chiến tranh chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở nhiệm kỳ sau. Việc chiếm lấy Bộ Quốc phòng là một ý tưởng hay nhưng không dễ thực hiện. Hiện nay ông Phan Văn Giang đang là thế lực mạnh nhất trong Bộ Quốc phòng. Kể đến là thế lực của ông Lương Cường. Vị trí của ông Hoàng Xuân Chiến thì khá mờ nhạt, chưa đủ sức cạnh tranh với hai nhân vật kể trên. Đến gần cuối cuộc đời thì công thức quyền lực của ông Trọng đã bị phá sản. Bộ Công an thì tạo phản, lật luôn hai đệ tử ruột của ông Trọng để mà độc chiếm vị trí kế nhiệm ông. Ban Bí thư, nơi được xem là sân nhà của ông Trọng, lại mong manh dễ vỡ. Ông Tô Lâm dễ dàng đánh gục luôn thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, khiến ông Trọng phải vội vã đưa tướng Lương Cường về để chấn giữ cửa. Hiện nay Tô Lâm đang đưa ông Nguyễn Duy Ngọc vào Ban Bí thư. Thông tin nội bộ cho biết ý đồ của Tô Lâm là đưa ông Ngọc lên chức thường trực Ban Bí thư, kế nhiệm Lương Cường. Một khi Lương Cường lên làm chủ tịch nước, đích cuối cùng là phải lo xếp xong cho ông Ngọc được vào Bộ Chính trị, muộn nhất là đến năm 2026 phải thành công. Ngoài ra, nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực đưa người của mình vào vị trí thường trực Ban Bí thư sau khi ông Lương Cường rút đi. Hiện nay, trong Ban Bí thư vẫn còn những ủy viên Bộ Chính trị gốc Công an, đặc biệt là ông Phan Đình Trạc. Đây là nhân vật rất khó lường và được đánh giá là khó trị đối với Tô Lâm. Cũng có khả năng ông Trạc của nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ trở thành thường trực Ban Bí thư. Tô Lâm đã thành công trong việc đưa Nguyễn Duy Ngọc và Ban Bí thư, bước kế tiếp sẽ là cơ cấu vào ghế thường trực ban này, là cách mà ông Tô Lâm muốn công an hóa cả Ban Bí thư. Ở vị trí cao nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm do một đại tướng công an nắm giữ, thấp hơn ghế thường trực Ban Bí thư được coi là Phó Tổng Bí thư do một thượng tướng công an tọa trấn. Lúc đó, trong Ban Bí thư, nhóm Hưng Yên có thể dùng hai tướng công an đánh một đại tá công an là ông Phan Đình Trạc. Người dân Việt thường có câu 2 đánh 1, không trột cũng quẻ. Đây được xem là giải pháp dùng công an để mà trị công an trong Ban Bí thư. Dân trong ngành thì đánh giá rằng tướng Ngọc rất tàn bạo, là một viên tướng hung hãn, không chùn tay trước bất kỳ hành động bất nhân và bất hợp pháp nào, miễn sao mang về cho chủ hiệu quả tốt nhất. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Trung Con. Vậy nên nếu ông Trạc còn muốn bám giữ lấy ghế Ban Bí thư ở nhiệm kỳ sau thì cũng nên cẩn thận trước một tướng Ngọc đầy nguy hiểm. Và còn đặc biệt nguy hiểm hơn khi tướng Ngọc được ông Tô Lâm bảo kê. Việc bắt Nguyễn Văn Yên để loại Phan Đình Trạc xem ra là giải pháp không hiệu quả của Tô Lâm. Phan Đình Trạc khó bị bứng hơn Vương Đình Huệ rất nhiều, bởi lẽ ông Tô Lâm cũng đang tính đến nước cờ sống chung với lũ, nghĩa là chấp nhận việc ông Trạc ngồi lì ở Ban Bí thư nhưng hạn chế hình ảnh và ảnh hưởng ông đại tá công an gốc Nghệ An này. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Nguyễn Duy Ngọc giải pháp công an trị công an trong Ban Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.